Xin biên chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Phú Audio. Mến thưa toàn thể các bác và anh em, hôm nay chúng em lại giới thiệu về các bác con nọc xì Inken hay còn gọi là Equalizer. Thì với những cái sản phẩm Inken này thì đều được sản xuất tại Hàn Quốc và đây là nọc bãi. Và chúng em cũng cam kết với các bác rằng là những cái sản phẩm này là những sản phẩm nguyên zin, chưa qua sửa chữa, hàng vẫn còn rất là chất các bác nhé. Thì con nọc này thì chúng ta có thể là chỉnh cơ các bác, và cái giải của nó cho ra khá là rộng là từ 63 đó, từ 63 cho đến 16k này các bạn này. Đó, giải rất rộng đúng không ạ, cho phép chúng ta cân chỉnh nó nhiều hơn, dễ dàng hơn. Còn bên này chúng ta có 3 nút đó, tape monitor này, nút equal record này và equal drip bit này. Đây là chính là cái nút để chúng ta có thể là cho phép chạy qua nọc hay là không cho qua nọc các bạn nhé. Đó, rất là dễ để chúng ta có thể kết nối và sử dụng con này đó. Và đây em sẽ mở một đoạn nhạc cho to lên để cùng các bác test này. Em sẽ cho bass về này. Đó. Đây là hết bass luôn này. Đúng không ạ? Tiếng con này rất là hay các bác nhé. Tiếng cực kỳ hay luôn. Tiếng rất là hay con này. Và với cái dòng EQ 480B này thì nó cũng đã một thời gian là mưa làm gió trên thị trường rồi. Và đặc biệt là riêng những cái dòng nọc của Inken thì em rất là thích, thích từ cái lúc em mới lên trở lại đến cho đến thời điểm hiện tại đó. Và bên em chuyên làm Inken thôi, bởi vì cái tiếng của em này nó ra rất là sâu tiếng, nghe tiếng nó tái tạo âm thanh rất là tốt, rất là hiệu quả, tái tạo âm thanh rất hiệu quả cho những con nọc Inken. À, bên em đang có mã Inken là EQ480B này hoặc là EQ3000. Rồi có những con nọc số như là Inken 5010C hay là Inken EQ7080. Đó, rất là nhiều loại. Đó là những con nọc số, còn đây là những con nọc cơ nhé. Tiếng thì rất là chất. Nghe tí tách, nghe uống cà phê mà nghe qua những con nọc này thì thôi rồi, không còn gì để phải nghĩ luôn ạ. À, tiếng rất là hay luôn, em nói tái tạo âm thanh rất là tốt nhé. Và các bác có quan tâm những con nọc Inken này thì vui lòng để lại đề bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822, bên em sẽ hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.